mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư, xem đồng thời trên Vion. Hiếu khỏe này cho Hiếu hai lần đi được rồi. Không, nhiều khi mình chơi ba lần cái mình thắng hết ba lần là xong rồi. Đâu có cần phải chơi lần thứ tư. Dạ. Ghê không? Đùa non háo đá anh ơi, em sẽ đá một phát. Không, nó nói đúng đó. Đội mình cử ai ạ? À? Em đó. Rồi, ta xin cử Hiếu thứ hai ạ. À. Ok luôn. Lê Dung có làm. Trời ơi, cái miệng này nữa. Cánh tay. Chơi. Em ơi, thở nổi rồi nha. 3, 2, 1, go. Gì vậy? Sổ chị tới đây, sổ chị không nghe. Sổ chị tới đây, sổ chị. Sổ cười quá đi. Rồi, ai thắng là lên đó. Thắng lên. Kỳ quá à. Trời ơi, Lâm hay vậy? Tè. Tới rồi mà Lâm. Chưa tới. Chậm mới chắc, đi nhanh là té. Lâm. Chậm lại đi, chậm được. Lại, chậm hơi Hiếu, bình tĩnh, giữ thăng bằng Hiếu ơi. Rồi, Hiếu. Hiếu chạy. Chết rồi, Hiếu cầm đầu. Đúng rồi, qua luôn. Qua Hiếu, đúng rồi. Ủi đi anh Lâm. Làm ghê lắm, đừng có gỡ. Ủi đi anh Lâm. Làm ghê lắm, đừng có gỡ. Ủi đi. Trời ơi, anh Lâm kìa. Đúng là đôi vật. Bây giờ Tùng Nai. Bây giờ Tùng Nai. Hiếu nhìn thì chưa chịu đâu, Lâm đâu. Lâm ghê lắm, Lâm con có cái máu văng văng manh động. Kéo lại à. Anh bỏ lại thôi, bỏ lại. Cao quá, hấp thôi. Bỏ lại, hấp đi, hấp đi, cao quá. Lâm ơi, Lâm, lộn mèo quá luôn. Ủa? Ủa, hay rồi. Trời. Trời ơi. Sao mọi người nhảy cao thế? Cẩm đầu. Trời ơi. Cẩm đầu. Trời ơi. Cẩm đầu. Ủa sao bóp hết người ta vậy? Lăng quanh. Trời, kéo Hiếu lê lết tội nghiệp không? Qua chung. Qua chung phải không? Thôi, nhẹ thôi. Cái đó sao được vừa hai người? Nhanh lên anh Lâm ơi! Qua luôn! Gì vậy? Rồi, tạm lực rồi! Chưa vô đâu, thằng này. Chưa vô đó, khó lên chứ đâu. Nó làm bằng cái gì? Cao su hả? Cao su hả? Kẹt cái đầu ơi! Người ta đai đồ quần áo, à rồi đai đồ thồ người ta đi. Đó đó. Đẩy một cái vô nè. Tập á. Vô đi. Anh Lâm thôi, người để cho ông Hiếu vô để có cái lỗ ông chui theo. Chết. Vui lắm. Bị đi. Mệt quá. Nghĩ đồ lại. Dạ. Yeah. Dạ, đây mới quan trọng nè. Lâm ơi, đuôi đi. Hên. Mày nhảy lên Hiếu. 3, 2, 1. Chưa, qua đây nữa, Hay quá Lâm ơi. Em thôi. Sao rồi em ơi? Hay quá Lâm ơi. Em tự hào vậy anh. Mệt quá. Mệt nha. Tiên định luôn á phải không? Mệt lắm luôn. Chết rồi. Anh bị ruột thừa. Đang chơi. Vậy anh chơi không? Vậy anh đi. Anh dám gì? Anh đi. Bài không luôn. Không quá tôi chạy đi qua cũng không qua được đâu. Anh đi trước. Không, bây giờ đi phải đi theo kiểu quân nhân. Là sao? Đu dữ. Sao? Đu dữ. Thôi chết đi. Em nghĩ dai luôn. Cái dai của bắp mà cứ
Rồi thấy cái chân đó là thấy qua không xong được mấy bước rồi. Đừng có xô nhúng nhúng ra nấy thôi. Ủa hay vậy? Hay vậy? Trời quá vậy. Ủa hay vậy? Hay vậy? Hay quá. Cố lên Tuấn ơi. Tuấn ơi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Giữ lực, giữ lực. Nhẹ nhàng. Vít ơi. Đi đàng hoàng Vít. Nhúng một cái thật mạnh nha. Quá, nhúng cái thật mạnh mà. Để bước chân xéo qua liền đi. Lè đứt rồi. Qua luôn. Bước chân qua xéo luôn. Chân này, chân kia. Thở, đúng rồi. Quá. Cái gì vậy trời? Anh Tuấn ơi, anh cho con nó đi ăn cỏ đi, từ từ chờ em với. Rồi, đợi xíu nha. Rít ơi, em đừng có ông hề nữa, em lẹ giùm anh đi rít. Trường quá anh ơi. Xe. Xe. Trời ơi, anh Tuấn sao vậy? Không phải chuyện dân gà vậy. Đi mà. Đi mà. Chưa được. Trời, đi vậy có tội nữa. Đít. Trời vậy kỳ á. Được rồi, được rồi. Cho qua đi. Nắm cái đuôi, nắm cái đuôi nó. Tuấn về là cái rồi quan trọng luôn. Không thể. Từ từ thôi, không cần gấp gáp. Ai da, ai da. Nắm cái đuôi đó, nắm cái đuôi. Nắm cái đuôi, đúng rồi. Hay da rồi, Tuấn hay da rồi. Chú qua đi, chú Tuấn qua. Tuấn mệt rồi, Tuấn ruột thừa yếu lắm, đánh đi. Ủa cái này vô chú sao? Chú qua lẹ. À. Ủa cái kẹt cái đít. Hay quá. Cái đoạn về nó căng. Tiếp rồi, cố lên. Đúng rồi, cái đoạn về là liên tục á. Xóa liên tục á. Giữ không đâu, đi đuôi đẩy luôn. Nhanh lên, anh Tuấn qua, không được đâu. Mà tắm luôn á. Về Tuấn ơi, đừng có về. Đường dài lắm. À, nó cấn vô, à, đau quá. Cái đầu cấn vô. Cấn đâu kỳ vậy? Ai da, ai da. Cố lên Tuấn. Tuấn ơi, cố lên. Vít ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Mạnh mẽ lên nào. Vít ơi, mạnh mẽ lên. Hay không, cái không. Mạnh mẽ lên. Lẹ Vít ơi, Tuấn đuối rồi. Khúc này là bị đuối rồi. Lên. Mệt quá. Mệt, biết là mệt. 10 mét nữa. Anh bị ruột thừa, không lẽ, không lẽ. Hết điều, hết điều. 2, 3, yeah. Dậy. 2, 3. Mình thẳng đau quá. Mạnh lên. Chỗ nào ơi. Mệt rồi, mệt rồi, mệt rồi. Sao mà, sao mà. Thuộc anh ra quá. Em làm được. Chào mẹ lại cho em. Nhớ. Nhớ. Nhớ lên, một thằng thằng chào em. Nhớ lên, xuống lại đuổi đây. Go lên. Ta ruột anh đeo. Chết, chết, chết. Làm nữa, thôi. Nữa. Hay quá, hay quá. Nhấc cái chân lên đây. Nhấc cái chân lên. Nhấc cái gót chân lên đây này. Chưa rồi, chưa rồi, chưa rồi. Hay quá. Ruột anh đau quá. Ổn rồi, đẹp, giỏi quá rồi, giỏi rồi. Mày quá. Người chiến thắng là kìa Minh Tuấn. Trời ơi. Ông cái này mệt lắm mọi người ạ. À. Mệt khủng khiếp lắm. Y tế ơi, chăm sóc anh của em bưng mũ rồi. Trời ơi, anh ngồi xuống đi. Chết rồi. Bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật đâu? Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi? Bác sĩ khâu lại cho em. Bác sĩ khâu mà mặc áo luôn hả? À, đau quá bác sĩ. Hình như bác sĩ để quên kéo vô trong rồi. Rồi lấy kéo ra. Tội nghiệp anh tôi. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Em đập đầu gối xuống. Có squat đi. Đó là sao vậy? Mới bị hả? Thôi thôi thôi. Em đập đầu gối xuống đất. Mới bị hả? Từ 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 từ. Chấn thương hả? Mới đập đầu gối xuống đất á. Hôm nãy em chui vô qua vừa chui qua đập đầu gối. Kẻ bảo buồn lắm. Quá.
cái chân nó bự quá. À có dây thì thôi khỏi, vậy thôi. Tụi gì tụt quần đi. Ập dưới lúc được ra coi. Ập luôn ập. Đã không? Rồi, rồi. Đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Y tá rồi, y tá rồi. Đau quá, đau quá. Nghỉ ngơi chút đi. Đau, 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 đau. Đau ai vô xung quanh. Ôi, nhói quá, cục tối luôn. Lấy cái dù che xung quanh. Đây, 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 rồi, rồi, che, che, che. Đây, không che cái. Đây nó sưng quá rồi nè. Ghê vậy? Nó sưng rồi. Có bị bầm gì không á? Có chừng nó bị bong gân luôn á. Đau, 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 đau. Bớt được bác sĩ. Đau lắm á. Bớt được bác sĩ. Ở trên có bị gì không? Đau. Ờ, ok. Hèn chi thế, cứ nói cho nó quỵ luôn rồi. Nó cố gắng á. Không sao đâu, mẹ tròn con vuông rồi, không sao đâu nha. Đâu bình thường. Đứa con đâu rồi, đứa con đâu rồi? Con trai nha. Ừ. Ừ, con thương nha. Cười cho con đẹp. Bú chú ba, giống ba giống mẹ, giống ba giống mẹ. À, cho nó bú sữa đi kìa. Giống ba nha, giống ba nè. Đặt tên gì ta, đặt tên gì? Vập vập gối. Vập vập gối. Đặt vập gối. Trời anh diễn thiệt kìa, anh vẫn còn ẩm luôn kìa. Ghê chưa? Nè, con này hung con đi. Ủa Quy anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giống như lần người ta đây. Chồng, chồng chị. Nè đó, con anh lấy cái vô đó, gần gần gần. Đỡ anh đứng dậy thử coi. Từ từ nhẹ nhẹ ra. Em ngồi, em ngồi xuống đứng lên thử coi. Em ngồi xuống đứng lên thử coi. Trời ơi. Đẩy cái ghế vô liền, đẩy cái ghế vô liền. Ê, sát 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 vô. Từ 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 để biết. Thì góc bữa ở đâu? Không, không. Ok, vậy không sao. Rồi. Cái phần mềm ngoài. Ừ. Nó bị đập xuống ngay cái chỗ cái xương mới kìa. Rồi, bây giờ trong đội hình này là bên đội tôi. Tuấn thì coi như cũng bị hè ruột. Hè ruột. Hè ruột. Hiếu thì mới vừa chơi xong. Dạ. Thở không nổi. Thở không nổi rồi. Quy thì dây chằng. Anh đứng lại đó. Hả? Nãy mới đi khỏe lắm. Dạ bị bắt. Không. Gì vậy? Cái gì cả với dây chằng nó quan trọng lắm. Thôi nên thôi là anh chọn Quy. Thôi là anh chọn Quy. Anh em chơi. Rồi hai người sẵn sàng chưa? Xong nha. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.